Trấn Thành tặng Harry Walter khi hai ta sắp chung một nhà. Mới đây, Trấn Thành đã đăng tải lên trang cá nhân hình ảnh hạnh phúc bên bạn gái Harry Won, kèm theo dòng trạng thái và bài thơ đầy cảm xúc. Đời tôi, yêu nhiều, vấp ngã cũng nhiều, đau khổ lại càng nhiều. Đôi lúc ngại yêu, sợ bắt đầu. Và cứ thế, tôi yêu thương vô định, cơ bản, hời hợt, tạm bợ, cho đến khi gặp em. Cảm ơn em đã đến bên đời như dòng nước mát giữa mùa khô hạn, cho anh biết cách vì một người để dám đặt niềm tin vào ngày mai. Cho anh thấy sự chờ đợi của mình là không lãng phí. Phóng thích góc tối ngại đời trong anh. Trao tặng anh phần thưởng của đời người, hôn nhân, điều mà cả kiếp này chưa bao giờ tôi nghĩ tới. Hôm nay, ngày Chúa sinh ra đời, ngày nhân loại hoan hỉ hô tụng nhau câu chúc mừng, cũng là ngày tôi giã từ ngưỡng đời độc thân. Kể từ ngày mai, xin cho phép gọi hai tiếng, mình ơi. Vài dòng thơ ngôn tình chép tay trước khi leo lên xe bông. Xiết hồn lại để gói ghém yêu thương, chợt nhận ra đôi khi mong ước thật tầm thường. Thèm vấn vương để biết lòng già nhưng chưa chết. Những chiến binh dày xéo tâm hồn cũng đã thương vong gần hết. Sao vẫn chưa chịu viết ra hồi kết cho vở kịch đời vô an? Mông lung, lạc hướng, ngơ ngác, bàng hoàng. Xót dạ tự trách đâu nhất thiết phải ngang tàn với mệnh mình như thế. Rồi thiêm thiếp len sâu trong lời kể, rằng đêm đến cũng cần một khoanh gối cho có cái mà kê mái đầu. Cười vào đâu, khóc vào đâu, khi mình cứ nhẫn tâm vào đời như rác rưởi. Chửi, làm gì tồn tại cái thứ được gọi là vĩnh hằng, tra tấn tinh thần bằng những cú nghiến răng, tự tiến hóa thành cỗ máy hung hăng để cày nát thửa đời lành lặn. Nhân thế xung quanh là cơm thừa canh cặn, ăn hời hợt không cho phép nội tạng mình no nê. Lâu lâu thèm lắm một chốn đầm ấm ta về, nhưng lại dùng mình, xin thề không an phận. Tiên trách kỷ, hậu lại trách nhân, sao đời không ban nổi một phần thưởng tinh thần. Cứ như thế, chẳng nên thân hơn phần tư thế kỷ. Tự hỏi một câu, mình cần gì nhỉ? Một miền cảm thông, để tin mà hủ hỉ tựa đầu. Đêm về không cần phải hỏi, mình sẽ về đâu? Hay đến khi nào mình mới tìm được nhau? Đã là định mệnh, gặp trước hay sau gì cũng vậy. Có những nỗi niềm giản đơn là thế đấy. Nước mắt lưng tròng, run rẩy gặp được nhau. Rồi hứa hẹn mình sẽ gần nhau lâu, cho đến khi đầu không còn minh mẫn. Phải biết chờ đợi, thử thách lòng kiên nhẫn. Điều tuyệt vời nhất, phía trước vẫn chờ ta. Chỉ một thời gian ngắn chia sẻ, những dòng viết tình cảm và bài thơ Trấn Thành tặng riêng cho Harry Won đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của cư dân mạng. Hôm nay ngày 25 tháng 12, Trấn Thành và Harry Won sẽ chính thức làm lễ cưới sau gần một năm yêu thương, tìm hiểu nhau. Tiệc cưới của cặp đôi được chú ý nhất năm 2016 sẽ được tổ chức tại một trung tâm hội nghị sang trọng tại thành phố Hồ Chí Minh và chỉ có 300 khách được mời đến chung vui cùng Trấn Thành và Harry Won.